con dao đã khá là mòn bởi vì là ăn móc quá nhiều. Và hôm nay thì mình giới thiệu với mọi người một cái tai nghe hoàn toàn mới của hãng OneSound có tên mã là INC D68, nổi bật với công nghệ chống ồn chủ động INC, cho nên là đặt luôn tên mã là INC-D68. Một hãng tai nghe mới đến từ Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ IBF Việt Nam, cùng mình điểm qua các thông tin trên bao bì sản phẩm nhá. Đầu tiên là tai nghe Bluetooth OneSound tên mã là INC-D68 phiên bản Bluetooth 5.1, khoảng cách hoạt động là 15m, dung lượng pin tai nghe là 25mAh và đọc sạc là 300mAh. Thời gian sạc của tai nghe là 1,5 giờ, thời gian sử dụng của tai nghe là 4 tiếng đến 5 tiếng. Rất nhiều tai nghe mình review mọi người bảo là không được đến thời gian như vậy. Quan trọng là âm lượng nghe là bao nhiêu. Nếu các bạn để max volume thì làm sao mà được đến đúng thời gian của hãng. Hãng chỉ công bố thời gian mà âm lượng tai nghe ở mức 50% hoặc đến 80% thôi. Đọc sạc được 4 lần và mỗi lần sạc cho đọc chỉ mất 2 tiếng thôi. Rất là nhanh. Theo mình đánh giá là rất là nhanh đấy. Và cùng mình unbox xem bên trong họ đóng gói như nào nhá. Mình sẽ quan trọng nhất là đóng gói của cái hãng này. Cái mặt trước và mặt trước này và mặt sau nó cùng song song cùng hướng như này. Rất nhiều hãng tai nghe làm OEM ấy, họ làm mặt này sau đó họ đóng gói cái này thì bị ngược lại, là do hoặc là bị ngang như này là do lỗi đóng gói. Còn cái này nó chỉnh chu hơn, đóng gói khá là chuẩn. Cái tai nghe này hướng giới trẻ cho nên nó có chữ như kiểu Ready Go này, Fashion này và hai chật ván Move and Be, những cái hoạt động thể thao ấy của hãng. Và cái bao bì của nó cũng vậy. Ngay từ ban đầu mình đã ấn tượng cái bao bì trông rất là trẻ trung, màu sắc âm nhạc. Mở ra chúng ta vẫn có những cái cơ bản. Đầu tiên là một hộp phụ kiện. Hộp phụ kiện này bao giờ nó cũng làm theo kiểu như này nhá, là nó có một cái vát như này để chúng ta có thể một tay vào trong nhấc lên chứ không phải cậy ra bên cạnh, thì đựng trong một cái túi. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Theo như kinh nghiệm bóc gói các tai nghe giá rẻ của mình thì như này là khá là chỉnh chu, bởi vì các tai nghe giá rẻ nhiều khi họ bóc cái này vào họ không dán, hoặc đôi khi họ dùng ni lông. Đây, mình sẽ mở thêm cáp là cái gì trước. Thường thường ấy, các loại tai nghe ấy, hôm nay là năm 2022 rồi, tai nghe thì phải là sạc tai C, hay quá tai C như vậy là tốt, bởi vì là bây giờ mà còn dùng sạc micro USB thì khá là cũ rồi. Chúng ta nên phải dùng cái sạc tai C này, nó sẽ đồng bộ và dễ kiếm sạc hơn so với cái chuẩn cũ. Đi kèm với những dạng tai nghe in-ear và có chống ồn chủ động bao giờ cũng là những cái tip tai nghe tùy cỡ tai. Ở đây thì chắc chắn là những cái cỡ trung và cỡ to, nhưng mình nhìn cái cỡ này thì mình nghĩ rằng đây là cỡ trung và cỡ lớn, không phải là cỡ nhỏ lắp trên tai rồi, mình nghĩ thế. Đấy, thì mình sẽ để đây nha cho mọi người dễ nhìn nha. Đây, để đây đã. Đây là một sản phẩm của Việt Nam, thành ra là mình ưu ái đọc hướng dẫn sử dụng một tí, vì cái mỗi này mình đọc được, còn những sản phẩm khác thì mình không đọc được. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ IBF Việt Nam, thương hiệu này của Việt Nam các bạn nhé. Theo thông tin mình đọc từ nãy đến giờ thì đặc biệt nhất là công nghệ chống ồn chủ động INC. Bật tai nghe này, chức năng điều khiển thì sẽ có là bật tai nghe này, tắt tai nghe, kết nối tai nghe, kết Bluetooth này, tạm phát, dừng, chuyển nhạc, chuyển bài trước sau, kích hoạt trợ lý ảo trả lời cuộc gọi, kích hoạt chế độ xuyên âm chống ồn chủ động ANC. Bây giờ là nhân vật chính của chúng ta, mở nhá. Đầu tiên nổi bật là một cái dòng chữ ở đây nó ghi là cái gì đây? Young and Fashion, một cái tai nghe hướng đến các bạn trẻ. Đằng sau tai nghe là chữ Design by OneSound Việt Nam, rất là trẻ trung, năng động. Và ngay ở trên này nó sẽ có một cái label, một cái phần nhựa làm màu sắc theo kiểu độ gradient hay độ màu ấy, nó hơi, các bạn nhìn hình ảnh thì biết nhé, chứ mình sẽ không mô tả được bằng lời. Đấy, nó rất là sờ, nó có một vết lõm ở đây, nó rất là cách điệu, rất là trẻ trung. Một thương hiệu tai nghe hoàn toàn mới đến từ Việt Nam, nhưng bản lề lại không phải bản lề cao su. Điểm trừ, đằng trước sẽ có một cái đèn để báo trạng thái hoạt động. Mình rút ra nhá. Và ngay trên cái thân này nó cũng có một cái họa tiết giống trên cái nắp, và nó cũng một đường vát nhẹ giống hệt cái luôn. Cái này vát lõm vào, cái này vát lồi ra. Nhìn nó rất là tông xuyên tông, và cái màu sắc này nó không bị giả quá, nó nhìn rất là trẻ trung. Đeo thôi. Đối với mình, một chiếc tai nghe thì quan trọng nhất là chất lượng âm thanh, sau đó mới đến các tính năng khác, thời lượng hay cách nọ cái kia. Rồi, ok. Đối với những tai nghe trong tầm giá này thì mình thấy âm thanh là được, bởi vì có rất nhiều tai nghe nó cho cái chất lượng âm thanh khá là chối tai và không thể nghe nổi. Thì cái tai nghe này nó cho chất lượng âm thanh ổn, nghe được, chi tiết bass chiếc các thứ là chắc. Còn tính năng chống ồn thì thực ra những cái tai nghe dạng in-ear như này, bản chất của nó là in-ear thì nó chống ồn rất là tốt rồi. Bản thân mình là người không thích tai nghe in-ear bởi vì mình không hóng hớt được chuyện thiên hạ. Nhưng mà với những tai nghe có chế độ xuyên âm chống ồn chủ động như này thì mình hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc mà vừa hóng hớt được chuyện thiên hạ nếu như mình muốn. Đặc biệt là cái thiết kế của nó thì nó khá là trẻ trung, năng động, và nhìn nó cũng có ấn tượng rất là riêng và lạ. Chẳng hạn như là cái dải màu mà nó đổ như này, và bên trong nó cũng có những họa tiết tương tự như vậy nữa. Cái nhựa này hơi bám mồ hôi chứ không phải bám vân tay nhá, vì khi mình cầm lên đây nếu tay mình có mồ hôi nó sẽ tạo ra những cái vết
theo kiểu là hơi vân vân đấy. Nhưng nếu tay mình khô thì sẽ nghĩ là không, mình nghĩ là không bị đâu. Cái phần đây là do cái chất liệu nhựa thôi. Cái phần nhám màu này cũng vậy. Khi mình đặt nhiều tay lên đây nhiều thì nó khá là bám vân tay. Kể cả bên trong cái tai nghe hay cái tai nghe này cũng vậy thôi. Cái phần này nó cũng hơi bám, khả năng cảm ứng hay chuyển bài khá là tốt. Rất phù hợp những bạn là trẻ năng động, thích nghe nhạc sôi động và nhìn này biết sôi động rồi, đúng không? Nên thử các bạn nhé.